Xin chào mọi người. Mình có đâu một phút để cân nhắc lần hai. Vừa rồi như vậy giá BTC sập xuống 49 và bắt đầu bò lên. Lúc nó bò lên như vậy thì nó tạo một cái móng. Nhưng đặt ra một cái câu hỏi, cái móng vừa rồi nó tạo có chắc hay chưa? Hay là nó đang xây cái móng ở trên cát? Và chuẩn bị tới đây là nó sập lại. Cái tín hiệu của BTC đã gửi cho bạn hồi hôm qua 9 giờ tối, 10 giờ tối. Hồi chiều mình có làm cho bạn một cái tín hiệu cân nhắc lại thêm một lần nữa, gọi là lặp đi lặp lại cái câu chuyện vẫn vậy. Phải coi chừng cái thứ đó, nếu nó xảy ra thì nó sẽ đi rất nhanh. Biết có những người, người ta nhảy vô cái nền tảng này để cân nhắc thêm một lần nữa. Nếu bạn là tật nguyền thì tất cả những dịch vụ hoàn toàn miễn phí cho bạn. Còn nếu bạn có tay chân đầy đủ thì bạn nên bỏ thời gian một chút thời gian ra xác thực tín hiệu trước khi tham gia nền tảng. Tất cả những cái thứ gì mà ghi vô mà nó không lọt lỗ tai thì bên mình sẽ khóa tài khoản của bạn chăm hết. Ở đây không có tín hiệu miễn phí. Những gì mình đã cho đi miễn phí nó đang nằm ở trên Tiền Academy YouTube. Chất xám về BTC, thông tin mới, những thông tin rò rỉ vân vân. Còn bạn muốn tín hiệu để bạn vô được lệnh long, lệnh short, chuẩn bị tới đây bạn mua đồng nào cho nhóm đầu tư dài hạn 20 đồng để nhân cái tài khoản của bạn lên từ 5x cho tới 50x thì bạn phải trả phí cho nó. Bên đây là một đội ngũ. Bên mình tốn rất nhiều thời gian, công lao và năng lượng vô trong những công việc bên mình đang làm. Một ngày mười mấy tiếng, ngày nào như ngày nào. Và bạn nhảy vô đây, bạn đòi tín hiệu miễn phí. Nhớ đi quay lại thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu. Vừa rồi nó bán bất động sản. Ok. Nó chăn trâu, chăn bò, chăn heo gì đó. Nó làm những thứ ngoài xã hội á. Đi lấy những tín hiệu của những nhóm đó. Ok. Còn ở đây, không có tín hiệu miễn phí. Nếu muốn tiết kiệm vài xu vài cắt, thì cứ tiếp tục sống trong cái cuộc sống nghèo nàn của bạn, cơm áo gạo tiền. Ở đây bên mình cũng không quan tâm cho mấy. Và cũng không có thời gian đâu mà khuyên, đúng không? Khuyên. Ai thích lắng nghe thì lắng nghe. Dữ liệu data đã được mở. Ok, và vừa rồi chuẩn bị tới đây mình sẽ kết thúc cái video này và mở thêm những video tín hiệu vừa rồi. Từ 17.300 đến giờ, tín hiệu spot của BTC, Ethereum và tất cả những cái đồng altcoin sẽ được mở khóa. Nghe, mở khóa 18 tháng tín hiệu sẽ được mở khóa trên nền tảng Tiền Academy YouTube. Tín hiệu spot lên tới 90-95%. Làm thế nào để kiểm tra? Không nên tin mình và bình tin bất cứ một người nào trên mạng xã hội. Phải có cách kiểm tra. Thì bên mình đã làm cho bạn một cái video 16 phút dẫn dắt bạn làm sao kiểm tra cái tín hiệu của bên mình. Nếu không kiểm tra mà giao dịch tiền điện tử cũng giống như là bạn đang đánh bạc. Và nếu chuẩn bị tới đây bạn phá sản đúng không? Việt Nam này nó có cái từ là gọi là đi đội bộ đội chạy, thì cái đó là lỗi của ai? Đó là toàn gọi là 100%, 1000% là lỗi của bạn. Bởi vì mỗi ngày như vậy 4 năm rưỡi 5 năm mình vẫn đập đi lặp lại câu chuyện vẫn vậy, chỉ cho bạn cái cách để xác thực trước khi tham gia nền tảng. Nếu bạn là những người giao dịch tiền điện tử thì 1000000% chứ không phải là 100%. Bạn cần cái thông tin của bên mình. Bởi vì xác suất tín hiệu spot, BTC, Ethereum và tất cả những đồng altcoin lên tới 90-95%. Làm thế nào để kiểm tra? Coi cái video 16 phút. Coi những cái phát trực tuyến bên mình đẩy ra. Nằm trên nền tảng Tiền Academy YouTube. Rõ ràng, ở Việt Nam nó có bệnh sĩ. Sĩ từ lúc mười mấy tuổi cho tới 20 mấy tuổi, cho tới 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi vẫn có bệnh sĩ. Bởi vì vậy, bạn ngu, bạn nghèo và bạn dốt mà không phát triển. Còn ở đây, mình là một thằng ngu ngốc nhất trong thế giới. Lúc nào mình cũng nghĩ mình chỉ là một đứa bé. Bởi vì vậy, mình chăm chỉ học hành mỗi ngày. Thì nó là vậy. Nó khác biệt một chỗ đó. Bạn nghĩ bạn biết hết. Còn ở đây, mình không biết một thứ gì hết. Thì nó là vậy. Những cái tín hiệu thì nó là 90-95%. Ok. Cho BTC, Ethereum và tất cả những cái đồng altcoin. Những giờ tới đây BTC đi tới đâu? Tín hiệu đã được đá qua 1-2 ngày rồi, chứ không phải là không. Và chuẩn bị tới đây nó sẽ diễn ra như vậy. Cái cơ hội có được tự do tài chính đó, nó đang nằm trước mắt.
Nắm bắt nó hay không thì tùy bạn. Nhưng nhớ, 5 năm kế tiếp vẫn cơm áo gạo tiền. Ok? Vẫn sống trong cuộc sống nghèo nàn. Ok? Gọi là bợ đít của người khác mà sống á. Thì cứ nhớ nhớ cái lời mình nói. Ok? Và cái lỗi đó là cái lỗi của bạn. Vừa rồi như vậy, bạn mua vé số cũng giống như mua những cái đồng vớ vẩn rác rưởi. Thì chuẩn bị tới đây, bạn phá sản. Thì coi nó cũng giống như mua vé số ngày hôm nay, ngày mai sẽ quăng đi. Không có gì khác biệt. Cân nhắc mãi, ok? Cân nhắc hoài, ok? Ngày nào cũng cân nhắc, ok? Coi cái video 16 phút lên nền tảng Tiền Academy YouTube để coi. Còn nếu không coi, không có được 15 phút thì không sao. Chừng nào phá sản đã rồi coi cũng được, không sao hết. Và cái video nó đang nằm ở trên Tiền Academy YouTube. Vậy thôi, xin chào mọi người. Rõ ràng những từ ngữ mình nói ra không phải chủ yếu là để cho bạn thích mình hay là ấn chữ like hay là thả tim hay là những cái thứ vớ vẩn rác rưởi như vậy. Ở đây mình chỉ truyền đạt thông tin thật và gọi là để cho bạn bỏ thời gian ra xác thực. Ở đây cái quan trọng là giúp 1 triệu người thành công về mặt tài chính ở Việt Nam này. Không quan trọng mình nói cái thứ gì, ok? Nếu bạn không nghe, ok, thì cũng không giúp được ai, đúng không? Gọi là và rất khó. Việt Nam dính vô bình sĩ, sĩ diện, biết hết, tốt tốt, tiếp tục biết đi. Cái thứ hai nữa là rất là khó, ok, cho những người nào não bộ đã được xây dựng một cách chắc chắn với gọi là đói khổ và nghèo nàn, thì bên mình cũng không có thời gian đâu khuyên bạn. Rõ ràng gọi là nó có cái những cái câu giống như là không bao giờ thay đổi được một con chó già, một cái thứ thì không bao giờ dạy dỗ con chó già một cái thứ gì được mới mẻ. Dạy mãi con chó già những cái thứ mới mẻ nó cũng sẽ không làm, bởi vì não bộ của nó đã được tạo ra và đã được hình thành và nó tiếp tục chạy như vậy cũng giống như một con robot tới khi cái ngày nó xuống cái lỗ của nó thôi. Cái video này ngay bây giờ đang tới 7 phút mà mình không muốn phí thêm 1 phút thời gian nữa để gọi là chê chích hay là nói những cái thứ gì nó không hay cho mấy, hay là khuyên, ok, cũng không khuyên ở đây, ok. Có khuyên thì coi cái video 16 phút, coi những cái phát trực tuyến, bỏ thời gian ra. Cái con đường của tự do tài chính đó, ok, bên mình đã bỏ rất là nhiều năng lượng vào trong đó rồi. Tóm tắt đó vô những cái video, nhiều lúc bạn coi những cái video nó chỉ có vài phút thôi, ok, nhưng nó tốn bao nhiêu tiếng đồng hồ mới ra được một cái tín hiệu như vậy, ok. Thì bên mình đã có làm công việc khó rồi, bạn chỉ có việc coi cái video tín hiệu và sắp đặt cái tài khoản của bạn, chuẩn bị tới đây mua vô hay là bán ra, bán đi đồng nào mua vô đồng nào để nó nhân cái tài khoản lên 50x. 50x cho những người không biết, 5x có nghĩa là 500%, 50x có nghĩa là 5.000%. Cũng giống như cái 100 triệu trở thành 5 tỷ, 1 tỷ trở thành 50 tỷ trong những cái tháng tới đây. Và những giờ tới đây là thời điểm quan trọng nhất. Tại sao? Cho những người nào trả phí cho cái nền tảng đã hiểu và đang cần thì nó là vậy. Xin chào.